Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, ở bài học trước, chúng ta đã được đi tìm hiểu về cách viết đoạn văn miêu tả lá, thân và gốc của cây cối. Và tiếp nối chương trình, trong bài học ngày hôm nay mang tên Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách viết đoạn văn miêu tả hoa và quả của cây cối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ thứ nhất của bài học ngày hôm nay đó là đọc một số đoạn văn miêu tả hoa quả dưới đây và nêu nhận xét về cách miêu tả của tác giả trước khi đi đọc và tìm hiểu về các đoạn văn này cô sẽ đưa ra cho các con một số gợi ý để chúng ta có thể rút ra được những nhận xét về cách miêu tả của tác giả để có thể rút ra được nhận xét về cách miêu tả của tác giả các con cần xác định được Tác giả đã miêu tả hoa hoặc quả như thế nào? Cách miêu tả hoa hoặc quả có gì đặc sắc và tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì? Chúng ta sẽ bước vào đi tìm hiểu đoạn văn thứ nhất, đó là đoạn văn miêu tả hoa sầu đâu của nhà văn Vũ Bằng. Vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mây chấm đen nở từng chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả hương cao mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm sấp nước đưa lên, bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến người ta cảm thấy như ngây ngất, như say say một thứ men gì. Các con có thể quan sát hình ảnh về hoa sầu đâu để có thể hình dung được cụ thể và rõ nét hơn về loài hoa này. Đây chính là những bông hoa sầu đâu hay còn được gọi là hoa xoan đã được tác giả Vũ Bằng miêu tả một cách rất cụ thể và gợi cảm trong bài văn của mình. Vậy các con hãy dựa vào đoạn văn này mà những gợi ý cô đã cung cấp để nhận xét về cách miêu tả của tác giả. Đầu tiên các con hãy cho cô biết nhà văn vũ bằng đã miêu tả hoa sầu đâu như thế nào rất chính xác hoa sầu đâu được tác giả tả cả chùm hoa không tả từng bông hoa chúng ta có thể biết được điều này dựa vào chi tiết hoa nhỏ bé, lấm tấm mây chấm đen nở từng chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Khi miêu tả hoa sầu đâu, tác giả không đi sâu miêu tả từng bông hoa mà miêu tả cả chùm hoa bởi vì hoa sầu đâu rất nhỏ bé, lại mọc thành từng chùm, cho nên phải miêu tả cả chùm hoa mới có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của hoa sầu đâu. Đó là vẻ đẹp của tập thể, của sự hòa kết giữa hàng trăm bông hoa sầu đâu nhỏ li ti. Tiếp theo, các con lại cho cô biết cách miêu tả của nhà văn Vũ Bằng có gì đặc sắc? Tác giả đã đi sâu vào miêu tả đặc điểm gì của bông hoa sầu đâu? Khi miêu tả hoa sầu đâu, nhà văn Vũ Bằng đã đi sâu vào tả mùi thơm đặc biệt của loài hoa này. Chúng ta có thể thấy được điều này qua những chi tiết đã được cô đánh dấu bằng chữ màu đỏ tác giả cảm thấy mùi hương của hoa sầu đâu dịu dàng mát mẻ có khi hơn cả hương cau và mùi thơm của hoa mộc tác giả đã miêu tả mùi thơm của hoa sầu đâu là một mùi thơm huyền diệu một mùi hương mà khiến cho người ta cảm thấy như ngây ngất như say say một thứ men gì vậy các con lại tiếp tục cho cô biết trong quá trình miêu tả hoa sầu đâu thì tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào khi miêu tả hoa sầu đâu thì nhà văn Vũ Bằng đã miêu tả bằng biện pháp nghệ thuật so sánh. Chúng ta biết được điều này qua những chi tiết sau. Hoa sầu đâu nở như cười, đung đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả hương cau mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc.